Đây, John Deere nha các bạn. 530 cài chảo. Xài tại dàn đầu là tại bánh nha. Ở đây là Tân Hồng Đồng Tháp, con này John Deere 1053 tem lớn này. Đấy. Đất này là đất lên liếp rồi nè. Cái này không biết không, hình như là cài dòng bìa. Ở trong thì lên liếp hết trơn rồi. 2, 4, 6, 7 chảo. Đây, 5, 3, 10 tem lớn. Rồi, không cài dòng bìa. Đây, ở trên này thì lên liếp rồi. Lên bằng dàn rubber. Bánh này hình như là 16 chín chứ không phải 18 bố, 18 bốn mới ta. John Deere 530 tem lớn này thì các bạn cũng có thể gọi nó là đời trước của John Deere 530 tem nhỏ đó. Mấy con này thì nó có trước 530 tem nhỏ. Nó cũng y thinh máy 530 tem nhỏ thôi, không có khác gì hết. Nó chỉ khác là tem lớn tem nhỏ thôi. Máy cũng y thinh, máy 3029 đồ 53 mã lực đồ đó. John Deere 530 này thì nó nặng hình như là mình nhớ không chính xác nha các bạn, nó chỉ có 2 tấn 3 mấy, gần 2 tấn 4 thôi. Bản 2 cầu luôn á, còn bản 1 cầu này thì nó sẽ nhẹ hơn. Thường thì 2 cầu với 1 cầu thì cứ cộng cộng trừ vô thêm khoảng 100 đến 200 kg. Ở bên đây thì đồng này người ta chủ John Deere nhưng mà đa số là John Deere lốp đen không à. John Deere lốp đen là tính ra tuổi xài là cũng trên chục năm đó. Như con này hồi đó người ta mua là toàn là 300 mấy không mấy con máy mới á. Còn 530 này thì không có máy mới gì, 530 tem lớn này không có máy mới, 530 tem lớn này thì chỉ có máy nghe địa không à. Con này cái dè nãy mình thấy như bị mục luôn rồi. Tem lớn này cũng của Ấn Độ luôn nha các bạn. Cái tem nó đóng ngoài chiếu, cái tem thông số ngoài chiếu nó cũng là BI luôn. Nói tem thông số là tem seri á. Seri các bạn đọc thì nếu như mà nó bắt đầu bằng chữ B phở với chữ Y dài là của Ấn Độ. Với lại chữ M với chữ Y là cũng của Ấn Độ luôn. MI thì nó đời sau. MI thì nó cái dòng MI thì nó sản xuất hồi năm 2015. Tuôn lên. Nguyên cái miền Tây thì chỉ có duy nhất ở Đồng Tháp này, tại cái quyền Tân Hồng này thì mới có John Deere thôi. Ý mình nói ở đây là John Deere người ta xài nhiều, xài chủ nha các bạn, chứ không phải chỉ có John Deere. Mình nói nhầm. John Deere ở đây thì chiếm đại đa số là 530. Sau đó là 5055. 5065 thì ít gặp, 5065 mình từ lúc mình đi quay tới giờ hình như là cánh Tân Hồng là mình quay chỉ mới được có một con duy nhất. Còn lại 5310, 5055 với 5075. Dòng John Deere này thì ông bạn mình ông cũng có cho mình hay là nó có dòng 4 số với 3 số rồi, để mình nói rõ hơn cái vấn đề này chút xíu là sản xuất ở Ấn Độ thì nó đều có dòng 3 số 4 số nha các bạn. Dòng 3 số là dòng 9 tiếng 3 lùi đó. Còn cái dòng 4 số là dòng 12 tiếng 12 lùi, 4 số 12 tiếng 12 lùi nó là dòng đồng tốc. Có cái cần gạt tiếng lùi đó là nó là cái dòng bấu receiver đó. Receiver chứ không phải vơ. Receiver. Bấu receiver đó thì để ý mấy cái con máy mới mới có dáng. Mà đa số là ở Việt Nam mình xài là xài cái dòng ba số là nhiều. Quay lên đài. Ba số là 9 tiếng 3 lùi đó, còn 4 số là 12 tiếng 12 lùi đồng tốc. Dạ.
Không nói gì, không nghe, dịch máy quá ồn rồi. Hôm nay 18/4 hay 16/9 rồi ta. Nhìn chắc cũng có 16/9. Còn John Deere cho thị trường châu Âu với Mỹ cái dòng 5310 này nó tới 64 mã lực luôn nha các bạn. Nó cũng máy 3029 nhưng mà nó có turbo. Có thể nói chính xác hơn là nó xài không phải nó xài mà gọi là nó xài động cơ của thằng 5065 với 5055 rồi đó. Thì nãy mình nói động cơ ở đây là ý mình nói là nó xài cái turbo với heo dầu rồi nó tinh chỉnh theo giống mấy con đó đó, cho nên công suất lên tới 64 lần. Tại vì cái dòng 5310 này thì heo nó khác mấy con 5065, 5065 rồi. Ở Việt Nam mấy dòng John Deere ở Việt Nam mình thì chỉ có thằng 55 với cái gì thằng 65 với 75 là turbo thôi. Mình đang nói đây nói mấy cái dòng hay gặp nha các bạn chứ không phải nói bao quát hết. Tại vì mấy dòng hay gặp là 5310, 5055, 5065, 5075, mấy con là 5203, 5202 thì mấy con nó ít gặp lắm. Mấy con nó cũng không có turbo. Chỉ có thằng 5065 với 5075 mới có turbo với 5610 đó. Cây này không cây dùng bìa. Cây chảo này cái dùng này để cài cũng giống như chạy đi chơi thôi. Nó cực cái là cực cài ngang vậy nè. Cài ngang gì nó dướng liếp. Chứ đất ở đây đất cát không. Cát pha của nó nhẹ lắm. Liếp này mới trồng cái gì. Liếp này nếu mà đắp thì đắp bằng cái vàng đắp bờ hai bên thì nó đẹp hơn anh. Đắp này đắp như có một bên hay gì ạ. Mấy cái dòng này đem so với mấy con Kubota với dân ma 5018 hoặc 514 đồ là không được nha các bạn. Mấy dòng đó là mấy dòng dạng máy nhỏ nhẹ xác rồi. Còn John Deere là mấy dòng này ta tính là mấy dòng lớn xác rồi, máy lớn rồi. Xài mâm là mâm 28 không à. Nặng 2 tấn mấy không, mấy con kia nặng có 1 tấn tấn 3, tấn rưỡi, tấn 6 à. Nên là cái tem nó nằm ở dưới này nè. 5310 thì nó xài tem vuông. Mấy con đời mới tem nhỏ sau này thì nó xài cái tem hình chữ nhật màu đen đó. Tem dài dài á. Nhà ghe không?
dòng bìa rồi dòng nữa là giáp rồi. Bụi trắng luôn. Dạ.